Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. lúc bây giờ bàn hủy đem một phiên đá bí mật mở ra rồi đi vào bên trong một thòng đạo khi mọi người đi vào bên trong cả đám lập tức ngây ra rồi nuốt nước bọt đồng thời hít sâu một hơi trời ơi ta hòa mắt rồi sao thiên thủ quỷ tôn sững sốt giàn nàn nuốt một ngụm nước bọt hai tay dụi dụi mắt dường như còn tưởng rằng mình đang bị hòa mắt ta kháo phát tài rồi đại phát tài rồi lục tiêu dung ngẩn ngơ một lúc miệng không nhịn được mà hét to một tiếng hắn thật không thể hùng hằng hồn bàn hủy một cái bởi vì bên trong cánh cửa đá này là một thạch thất rộng chừng hai trăm thước bên trong là có động hàng trăm thước này có vô số tiền tài địa bảo cùng với linh dược cao dài mỗi một thứ đều là giá vật vô giá ngừng huyết trì vạn năm cửu diệp huyết linh trì vạn năm bạch ồ linh căn vạn năm trong miệng lục tâm đồng thì thào nhắc tới vài cái tên khuôn mặt xinh đẹp đại biến, thân hình giống như hóa đá ở bên trong không gian chừng 200 thước ấy. Trưởng môn, tất cả những thứ này ta chỉ dùng một chút thôi, thế nhưng sau khi bị ta và bà Vân dùng hơn một nửa, thì những thứ này đối với đám yêu thú chúng ta dường như cũng không có tác dụng quá lớn, trừ linh quả trong tiện địa ra thì tác dụng lớn hơn không ít. Bạn Hủy lại nói, được rồi, được rồi, nếu nhiều hơn nữa tam tổng tư môn nhất tổng nhất giáo nhất môn nhất trang cùng tư các tứ đạo sẽ tập trung tới cướp đấy lúc ấy thì ta biết làm sao bây giờ ánh mắt của lục tiêu du tỏa sáng nhìn vào đống bảo vật số lượng trong không gian tuy rằng không ít thế nhưng cũng không phải rất nhiều nơi này mỗi một loại tài liệu đều là tài liệu luyện chế đàn dược cao phẩm kém cỏi nhất cũng đủ coi là vô giá đều là tài liệu luyện chế đan dược thất phẩm trùng dài rất nhiều đỉnh dược và tài liệu địa bảo ở bên ngoài rất khó tìm được đột nhiên xuất hiện một đống như vậy tuy rằng không lớn như ở trong huyền thiền bí cảnh thế nhưng luận giá trị mà nói sợ rằng ngay cả linh dược ở bên trong huyền thiền bí cảnh và bí cảnh của thánh linh giáo giá trị còn chưa bằng một phần tư đống linh dược này bàn hủy tất cả những thứ này là người thu thập hay sao tiểu long quay sang hỏi bàn hủy đều là ở bên ngoài thu vào kém quá ta cũng không có hứng thú linh dược cấp cao bên ngoài đều bị ta thu vào gần hết. Còn mẹ nó chứ, sau này xem ai dám so giảo với ta. Lục Tiêu Du cười hằng hắc, vô cùng đắc ý. Lần này quả thực là phát tài lớn. Hắn nghe nói yêu thú lòng tộc đều có một thói quen, đó là thu thập bảo vật. Mặc kệ là vật gì, chỉ cần là bảo vật thì bọn chúng đều thu vào trong, xem ra không sai một chút nào. Cho đến một lát sau trên ngọn núi lớn kia, thiên sĩ tuyết sư hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo mấy đạo thân ảnh trên lưng, rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Trên lưng thiền sĩ tuyết sư, hai người bàn hủy bàn vân, nhìn sân động khổng lồ phía dưới, ánh mắt cực kỳ lưu luyến. Kỳ trước bọn hắn phát hiện ra diễn linh thánh quả ở bên trong này, đã đem động phủ rời tới đây. Nếu như tính toán ra, sợ rằng có mấy ngàn năm gắn bó, hiện tại phải rời đi, đương nhiên có chút không nỡ. Trên lưng thiền sĩ tuyết sư, khoai miệng của lục thiêu du nhếch lên, mang theo một chút tiêu ý tâm thần của hắn lúc này vẫn đang dò xét bên trong nhẫn chữ vật cười ngốc nghếch tới mức nước bọt cũng chảy ra lão đại huỳnh đã cười nửa canh giờ rồi đấy còn chưa đủ sao tiểu long trừng mắt nhìn lão đại của nó dường như đã không nhịn được rồi ta cười cũng không được sao lục tiêu du trừng mắt nhìn tiểu long trong nhẫn chữ vật là một khoản tài phú cực kỳ khổng lồ đấy nếu như chuyện này bị tư các tứ đạo biết được còn có tất cả các cường giả bên ngoài biết được trên tay của hắn có nhiều tiên tài địa bảo như vậy. Này có hơn trăm khỏa diễn linh thánh quả mà nói. Lục Thiêu Du cũng không dám tưởng tượng ra khi đó sẽ như thế nào. Sợ rằng tất cả những cường giả sẽ xuất thủ đối với hắn thôi. Bảo Nhi và Bối Nhi phân biệt ở trong lòng Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Hai đầu ấu Long này hiện tại có quan hệ vô cùng tốt với Dương Quá, Lục Tâm Đồng và Tiểu Long. Bảo Nhi nhìn thấy Lục Thiêu Du Trừng mắt nhìn Tiểu Long, lập tức giống lên một tiếng với Lục Thiêu Du, dường như tiểu gia hỏa này vẫn không thích Lục Thiêu Du vậy. "Tiểu tử kia, ta còn yêu linh đan, người có muốn ăn hay không?" Nhìn thấy Bảo Nhi trừng mắt nhìn mình, ánh mắt Lục Thiêu Du khẽ đổi, trong tay lập tức xuất hiện hai quả yêu linh đan. Hai đạo quang mang chợt lóe, Bảo Nhi Bối Nhi trong nháy mắt nhảy ra, đem yêu linh đan trong tay Lục Thiêu Du ngậm vào trong miệng rồi lập tức lùi ra chúng nó đã dùng qua một quả yêu linh đan. Mỹ vị kia đối với chúng nó mà nói có tác dụng vô cùng lớn, cho nên sẽ không bỏ qua bao giờ. Hai tiểu tử này cướp yêu linh đan trong tay của lục tiêu du xong, còn quay đầu về phía lục tiêu du, giống lên một tiếng. Ánh mắt có chút đăng ý, dường như đang thị uy lục tiêu du vậy, khiến cho hắc vũ nhìn vào cảnh này cũng không khỏi cười mỉm. Quả thực hắn đã bị hai tiểu tử này chọc cho cười. Lục Tiêu Du cũng cười, dường như nhớ tới khi Tiểu Long còn bé. Khi đó Tiểu Long cũng đáng yêu như vậy. Cần mấy ngày mới có thể chạy tới cấm địa đó. Mọi người cứ tu luyện đi. Lục Thiết Xuân nói ra. Cần cứ theo lời bản hủy nói. Dùng tốc độ của hắn, cần 7 ngày mới có thể tới cấm địa. Mà trong thời gian mấy ngày này, hắn cũng có thể lĩnh ngộ thuộc tính phong. Thiền sĩ Tuyết Sư ngừng xuyên qua dãy núi điền biển bất tiệt. Hai cánh trên thân thể to lớn trung lên. Không gian chung quanh mang theo gần sóng nhẹ nhẹ vặn vẹo. Không khí rít gào kéo theo thành âm trầm thấp vang vọng không ngừng. Phía dưới thi thoảng xuất hiện một mảnh rừng rậm. Lục thiêu Du khoanh chân ngồi trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư. Không khí rít gào hai bên tai, thế nhưng không tạo thành một chút ảnh hưởng nào với Lục thiêu Du. Y phục trên người hơi rung động, hai mắt nhắm chặt, tâm thần đều chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân có một cỗ quang mang vô hình tràn ngập, mà hiện tại tốc độ lĩnh ngộ thuộc tính khiến cho Lục tiêu Du vô cùng kinh ngạc. Tốc độ hiện tại so với trước đây nhanh hơn vô số lần, tiến bộ cũng vô cùng kinh nhân. Cứ như vậy, trong lục lĩnh ngộ, lục tuyết du tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Trong lục lĩnh ngộ, thời gian gần như lần nữa lại trôi qua. Trên đường thiền sĩ tuyết sư, mọi người đều nhắm mắt điều tức. Bằng vào thực lực lúc này của mọi người, cũng không sợ có kẻ nào nửa đường ngất thủ. Thế nhưng, nếu có kẻ nào đó đuôi mù động tới, sợ rằng sẽ ngay lập tức bỏ mạng trong một dãy núi tràn ngập khí tức giả cỗi. Lúc này có mấy đạo thân ảnh nhanh như tiềm điện phi qua không trung. Trong lúc mơ hồ, nhận ra mấy đạo thân ảnh này có chút chật vật, tốc độ cực kỳ nhanh giống như đang đảo thoát. Công chủ, người ngũ độc môn và phi hạc môn vẫn tập trung vào chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Giữa không trung, mấy đạo thân ảnh xẹt qua. Ngũ độc môn, phi hạc môn đáng chết. Đám người này quả thực quá to gan. Trong đám người đang chạy chật vật, có một thanh niên khí thức âm nhu, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng, giống như tuyết, tuổi chừng 27-28, ngũ quan tình xảo giống như điệu khắc, khuôn mặt trắng nõn trơn tuột, hai mắt thầm thúy, trong tay cầm một cái quạt mắng. Bây giờ trên thân ảnh nhanh chóng phi hành trên không trung. Đây chính là âm dương vương dạ vị ương của Thánh Linh Cốc. Phía sau hắn là trung trưởng lão của Thánh Linh Cốc. Không còn kịp rồi, bọn họ đã đuổi kịp. Mọi người chú ý, có thể phân tán rời khỏi thì càng tốt. Sắc mặt của Hàn Ngọc tôn giả bên người âm dương vương, dừng vị ương, trầm xuống nói với mọi người trong thánh linh cốc vẻ mặt vô cùng ngừng trọng. <laughs> Hàn Ngọc tôn giả, người còn có thể chạy trốn nữa sao? Người trốn không thoát đâu. Lời còn chưa dứt, phía sau Hàn Ngọc tôn giả và đám người âm dương vương đột nhiên vang lên một tiếng xé gió. Lập tức có ba mươi đạo thân ảnh nhanh chóng đạp không mà tới cuối cùng xuất hiện trên không trung đám người âm dương vương và hàn ngọc tôn giả hàn ngọc tôn giả bản tôn đã từng nói qua các người trốn không thoát đâu ba mươi đạo thân ảnh kia chậm rãi xuất hiện đầu lĩnh của đám người này có hai người bên trái là một vị lão già chừng 50 tuổi tàn già tái nhợt ánh mắt sắc bén trên người mặc một bộ cẩm bào ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên người hàn ngọc tôn giả mà bên người này còn có một lão bà tuổi tác hơn lục tuần khuôn mặt già nua thế nhưng ánh mắt kia lại khiến cho người khác không dám khinh thượng. Mà khí tức trên người, hai người đầu lĩnh này đều đã tới tồn cấp. Mà phía sau hai người này có chúng cường giả vượng cấp và còn có mấy suất cấp cao trọng. Từ đội hình có thể thấy được, dường như là hai cỗ thế lực khác nhau. Hai cỗ thế lực này có thêm hai đầu lĩnh. Một nam tử trùng điền tuổi chừng 40, mặc một bộ hoa phục, sắc mặt âm trầm. Một phụ nhân 40, thân hình đẩy đà, trên người mặc một bộ váy, trên váy có rất nhiều đồ án rắn rết, các loại độc vật trông vô cùng sống động. Đoạt mệnh độc tôn, bạch hạc tôn giả, ngũ độc môn, phi hạc môn các người thật là to can. Hàn ngọc tôn giả nhìn lão bà khuôn mặt giả nua và lão giả mặc cầm bào, lan ra tái nhợt kia trong mắt hiện lên hàn ý và vẻ ngưng trọng. Hàn ngọc tôn giả, đây là các ngươi tự mình đưa tới cửa, thù năm đó hiện tại chúng ta sẽ trả thôi. Ánh mắt của lão bà kiết lạnh lùng, hiện lên sát ý thánh linh cốc sẽ không bỏ qua cho ngũ độc môn và phi hạc môn các ngươi sau khi ra ngoài thánh linh cốc ta nhất định sẽ hủy diệt ngũ độc môn và phi hạc môn của các ngươi âm dương vương dạ vị ương nhắm mắt cái quạt trong tay hàn ý trong mắt bắn ra hắn cũng biết thực lực của đối phương hiện tại cấp đôi thánh linh cốc đâu phải là đối thủ của ngũ độc môn và phi hạc môn thực lực bên người của hắn hiện tại căn bản không thể chống lại âm dương vương ta há phải sợ tên bán làm bán nữ như ngươi dù sao hôm nay toàn bộ các người đều phải chết những lão già hòa trong thánh linh cốc sợ rằng cũng sẽ không biết thủ phạm là chúng ta huống chi sau này ngũ độc môn và phi hạc môn chúng ta sẽ chậm rãi nhổ tận gốc thánh linh cốc của người nam tử chừng 40 tuổi phía sau lão già mặc cầm vào sắc mặt tái nhợt lên tiếng vẻ mặt âm trầm nhìn về phía âm dương vương dạ vị ương Hừm, âm hạc vương chỉ bằng hạc phi môn của ngươi và ngũ độc môn của ngươi còn chưa có thực lực này. Âm dương vương giả vị ương lạnh lùng quát lên một tiếng. Có thực lực này hay không thì ngươi không cần phải biết. Nghe nói lúc âm dương vương ngươi, lúc khôi phục nữ nhân sẽ cực kỳ là mê người. Nếu như thu vào trong trướng, tuyệt đối không tội đó nha. Nam tử trung điền kia âm trầm cười nói. Hừ, âm hạc vương, ngươi có thực lực này sao? Thanh linh cốc ta nhất định sẽ san bằng phi hạc môn của ngươi âm dương vương giả vị ương lạnh lùng, hạn ý trong mắt bắn ra. Âm hạc vương, nhanh ra tay đi, nơi này có không ít người, nếu để chậm thì sẽ sinh biến. Phụ nhân 40, thân hình đậy đà kia lên tiếng, đồ án rắn chết các loại độc vật trên váy vô cùng sống động. Thành âm mang theo vẻ âm trầm, lập tức nói với hai vị tôn giả trước người. Hai vị trưởng lão, hàn ngọc tôn giả kia làm phiền hai vị xử lý, những người còn lại chúng ta sẽ giải quyết. Được rồi, động thủ đi, một người cũng không để lại. Lão già mặc cầm bào, làn da tái nhợt, âm trầm nói ra, sát ý trong mắt bắn ra, trong nháy mắt lập tức tập trung lên người của Hàn Ngọc Tôn Giả. Nghe như vậy, trong mắt lão bà kia cũng hiện lên sát ý, cánh tay vung lên rồi lạnh nhạt mà nói, động thủ đi, một người cũng không để lại, bằng không hậu họa khôn lược. Nghe lão bà này nói, cương già trong ngũ độc môn lập tức lên tiếng, thân hình chớp động, trực tiếp vây quanh đám người thánh linh cốc một cỗ chân khí linh lực bàng bạc trong cơ thể bạo phát ra, không ngờ lại còn mang theo một cỗ khói độc nồng nặng. Vị ương, người đi trước đi, lập tức rời đi. Sau khi trở về, báo cho cường giả trọng cốc báo thủ cho ta. Hàn Ngọc Tôn giả nhìn dạ vị ương nhẹ giọng nói. Hàn Ngọc trưởng đáo, người đi trước đi. Âm dương vương dạ vị ương cắn môi, cái quạt trắng trong tay rung lên, chân khí quanh người bạo phát. Ngày hôm nay, các ngươi đừng mong rời khỏi đây. Ngay khi âm dường vương dạ phi ương nói xong, âm hạc vương kia lạnh lùng quát lên một tiếng. Cường giả trong phi hạc môn đã chờ từ lâu, cũng lập tức bạo phát trần khí, linh lực. Toàn bộ công trung run rẩy, từng đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện bắn về phía người của thánh linh cốc. Uy thế kình phong cường hãn đột nhiên khoách tán. Một người cũng không để lại, giết cường giả ngũ độc bồn cũng nhanh chóng phóng lên. Hình như là kinh khí kinh khủng xé rách cơn sóng trong không gian đôi mắt đối với cường giả phi hạc môn và ngũ độc môn vây công sắc mặt của đám người trưởng não thánh linh cốc ngừng trọng chân khí linh lực trong cơ thể thôi động tích cực hạn tức thì va chạm với nhau từng thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng trên không trung chỉ là dưới sự vây công của ngũ độc môn và phi hạc môn hầu như trong nháy mắt người của thánh linh cốc bị rời xuống thế hạ phong quan trong tay âm dương vương thủ lại chân khí trong tay bạo phát trên quạt có một đạo lưu quang lưu động, chân khí như biển bạo phát ra, trực tiếp đem một cường giả vũ vương ngũ trọng của phi hạc bôn đánh cho phun máu. Ngày sau đó lại có hai cường giả vũ vương đánh tới khiến cho nàng phải chống đỡ. Quạt mở ra, một đạo quang nhận hình cung cắt vỡ không khí bắn về phía trước. Hàn Ngọc tôn giả, lần này người trốn không thoát đâu. Trong bầu trời chân khí trong tay lão giả có làn da tái nhợt dần lên. Mỗi cây giờ tay nhấc chân đều mang theo năng lượng tiên địa hội tụ. Kính phong cào thét tràn ngập không gian, vây khốn Hàn Ngọc tôn giả vào bên trong. Căn bản không thể thoát ra ngoài được. Hàn Ngọc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ánh mắt của lão bà kia trầm xuống, linh lực ngập trời bạo phát, mang theo độc khí ngập trời. Trong tay đột nhiên bắn ra một con rắn nhỏ màu đen. Sau đó, có ngàn vạn con rắn nhỏ màu đen khác bắn về phía Hàn Ngọc tôn giả. Sắc mặt của Hàn Ngọc tôn giả đại biến, chân khí trong tay bạo phát, không gian trước người lập tức co rút lại rồi hóa thành băng. Vô số con rắn nhỏ kia bị đóng băng rồi lập tức bị nghiền nát, hóa thành từng mảnh nhỏ rồi tiêu tán. Mà lúc này phía sau lưng hàn ngọc tồn giả, đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị. Một thân ảnh mặc cầm bào đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, đem theo một đạo trường ấn, hung hăng đánh vào trên cường tráo phòng ngự của hàn ngọc tồn giả. Một quyền đập xuống, không gian trực tiếp xuất hiện một cái khe nứt thân ảnh của hàn ngọc tôn giả bị đánh bay thẳng về phía trước miệng phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt lập tức tái nhợt hàn ngọc tôn giả ngày hôm nay người trốn không thoát đâu đoạt mệnh độc tôn quát lên một tiếng độc khí ngập trời bạo phát linh lực ngập trời tràn ra bao phủ không gian ngũ độc môn và phi hạc môn đã sớm phải ra kế hoạch đánh chết người của thánh linh cốc cho nên bọn hắn làm sao có thể để cho người của thánh linh cốc đào tàu được đoạt mệnh độc tôn bạch hạc tôn giả lần nữa liền thủ xuất kích lực không gian phong tỏa không trung đem hàn ngọc tôn giả vây khốn vào bên trong hàn ngọc tôn giả muốn đối phó với một người đương nhiên không thành vấn đề thế nhưng lúc này phải đối mặt với hai người thì là vấn đề lớn huống chi hai người này một người là linh tôn và vũ tôn phối hợp hơn nữa lại thêm độc khí quỷ dị cho nên hắn bị thương liên tục âm dương vương ăn một trường của ta phía dưới tiếng quát lạnh lẽo của âm hạc vương vang lên bên tai âm dương vương sắc mặt âm dương vương đại biến đột nhiên quay lại công kích cái quạt màu trắng cắt vỡ không gian hai đạo thân ảnh quỷ dị bắn ra phía sau công kích của âm dương vương ngăn cản người bên trái hai đạo công kích va chạm toàn bộ không trung rung lên dưới có độc ngập trời chiến phiến trong tay âm dương vương bị nhuộm thành màu đen âm dương vương cả kinh vội vã thối lui mà ngay khi âm dương vương thối lui một đạo trường ấn mạnh mẽ không chút khách khí từ bên phải đánh vào bả vai của nàng. Một cô lực lượng mạnh mẽ lập tức rút xuống. Giữa cô lực lượng mạnh mẽ này, âm dương vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể liên tiếp bị đẩy lùi về phía sau. Cuối cùng nặng nề va vào một cây đại thụ che trời. Trong yết hầu vang lên một tiếng rên rỉ. Âm dương vương, người không thể chống lại ta và ngũ độc là sát đâu. Hãy chịu chết đi. Lúc bây giờ trường bào của âm hạc vương bây giờ tung bay. Khoe miệng nở nụ cười nhạt ngay khi thân hình của âm dương vương bị đẩy lùi lập tức lao thẳng tới âm dương vương trong tay hóa trưởng thành trào cực kỳ tàn nhẫn giống như một đầu ác điều phổ mồi, chụp thẳng về phía âm dương vương dạ vị ương nhìn thấy âm hạc vương đánh tới âm dương vương dạ vị ương vừa mới ổn định thân thể ngay cả vết máu ở khóe miệng còn chưa kịp lau cắn răng một cái lúc này nàng chỉ có thể liều mạng thực lực vô vương cửu trọng của nàng còn chưa thích đỉnh phong mà âm hạc vương và ngũ độc làn sát này đã sớm là cường giả thành thành đã lâu. Thực lực đều là vũ vương cửu trọng, linh vương cửu trọng, gần tới đỉnh phong. Nếu như nàng chống lại một người, đương nhiên còn có thực lực bảo vệ bản thân. trên nhưng chống lại hai người hợp kích, quả thực vô cùng khó. Âm hạc vương đánh tới, một đạo trào ấn, ấn xuống, không gian trực tiếp phản vẹo, lực lượng không gian đẻ xuống. Âm dương vương hạ vị ương, lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẻ xuống. Ánh mắt của nàng trầm xuống, lập tức tôi động chân khí trong cơ thể. Hai người vây công một người thì có bản lĩnh gì? Ngay khi âm dường vườn vừa muốn liều mạng, thì trên bầu trời phía sau nàng vang lên một tiếng xé gió mạnh mẽ. Một đạo lưu quang màu xanh giống như lưu tình bắn xuống. Trong nháy mắt, lưu quang màu xanh kia đáp xuống trước người âm dường vườn Dạ vị ương. Tục tính hỏa hội tụ trong tay, sau đó cánh tay mang theo năm đạo trào ấn nóng bỏng, xé rách không gian, đánh về phía trước. Nhanh như tiềm điện, đánh vào trên trào ấn của âm hạc vương kia. Hai đạo trào ấn và chạm, không gian trực tiếp bị xé rách. Dưới kinh khí kinh khủng này, một thanh âm trầm muộn vang lên. Thân thể âm hạc vương kia trực tiếp lào đảo lùi lại. Huyết khí trong cơ thể cuộn trào, sắc mặt tái nhợt. Cùng lúc đó, ánh mắt của âm hạc vương trở nên kinh ngạc. Đám người đang chiến đấu kịch liệt chung quanh, sau khi cảm giác được động tĩnh vừa rồi cũng dừng lại. Trong nháy mắt, trong không trung đột nhiên, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện dạ cốc chủ người không sao chứ sau khi đẩy lùi một đạo trào ấn của âm hạc vương lưu quang màu xanh tu liễm đại lúc này mới xoay người nhìn âm dương vương phía sau âm dương vương sau khi nhìn rõ người vừa mới tới trong dáng vẻ chật vật hiện lên ở trên sự vui mừng ta không sao lục trưởng môn sao người lại tới đây người vừa tới chính là lục thiêu du và hắc vũ cùng với bàn hủy và chúng cường giả mọi người một đường chạy tới lúc này đã là ngày thứ năm trên không trung Hắc Vũ cảm nhận được ở phía dưới có động tĩnh. Hắc Vũ lập tức nhìn đám người của Thánh Linh Cốc. Theo lời Hắc Vũ nói, cưng giả Thánh Linh Cốc khi trước có giao tình không tệ với Thánh Thủ Linh Tôn, cho nên Lục Tiêu Du sẽ không quanh tay đứng nhìn. Huống chi, hiện tại phi đình bồn và Thánh Linh Cốc lại là minh hữu tạm thời. Ta vừa mới đi ngang qua nơi này, dạ cốc chủ không có vấn đề gì đó chứ, tốt rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói ra, Lúc này đám người phía trước cũng đánh giá lục tiêu du. Sắc mặt âm hạc vương ngày càng âm trầm. Ánh mắt nhìn lục tiêu du phía trước cùng với đám người bàn hủy, bàn vân, hắc vũ, thiên thủ quỷ tồn lại nói. Các hạ là ai? Ngũ độc môn và phi hạc môn ta làm việc. Ta khuyên các hạ không nên xen vào việc của người khác. Âm hạc vương vừa mở miệng, chân khí hùng hậu trong cơ thể cũng lặng lẽ vận chuyển. Thành niên áo xanh này vừa nhìn đã biết là không phải người thường. Hắn phải cẩn thận Tuy rằng Tu Vi nhìn như là chỉ ở vũ vương bát trọng, thế nhưng chỉ một đạo công kích kia cũng khiến cho hắn bị thương. Ngũ độc môn và phi hạc môn sao? Lục Tiêu Du nhìn cường giả ở trước mặt, trong mắt hiện lên hàn ý, cúi đầu nói với giả vị ương. Giả cốc chủ, ngũ độc môn và phi hạc môn có cử oán với phi linh cốc và thánh linh cốc các người sao? Là kẻ thù truyền kiếp, mấy trăm năm trước, hai sơn môn này muốn động thủ vào thánh linh cốc chúng ta thế nhưng lại bị cường giả thánh linh cốc đánh cho bị thương nặng. Không nghĩ tới, hai sân môn này vẫn đê tiện vô sỉ như vậy. Lần này không ngờ lại liên thủ vây công chúng ta ở đây. Âm dương vương giả vị ương nói với lục tiêu du xong, tay móc trong một cái khăn lụa màu trắng, đem vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ. Không ngờ là như vậy, vậy thì phải giải quyết bọn họ đi. Lục tiêu du mỉm cười nói ra, ánh mắt đảo qua trên người của chúng cường giả, ngũ độc môn và phi hạc môn hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Lục trường môn, thực lực của bọn họ không phải là kém hay vị cường giả vũ tôn. Dạ vị ương nhìn lục tiêu du, có hai cường giả vũ tôn trấn thủ vô cùng khó đối phó. Vũ tôn nhất trọng và linh tôn nhất trọng mà thôi, không cần quá để ý làm gì. Lục tiêu du liếc mắt nhìn đoạt mệnh độc tôn và bạch hạc tôn giả phía xa. Vũ tôn nhất trọng và linh tôn nhất trọng, lục tiêu du hiện tại không đặt vào trong mắt. Tiểu tử can rỡ nếu muốn đi tìm chết Tịnh tung Cha cũng không ngại giết thêm vài người. Trên khuôn mặt giả đua của đoạt mệnh độc tôn, bây giờ hiện lên một vẻ nghi hoặc. Anh mắt luôn đảo qua đám người lục tiêu du, thiên thủ quỷ tôn, bàn hủy, bản vân và hắc vũ. Thế nhưng nàng chỉ có thể nhìn ra thực lực của thiên thủ quỷ tôn. Bàn hủy huynh, bàn vân tẩu, hai người kia giao cho hai người các người đấy. Ánh mắt của lục tiêu du lạnh lùng nói. Vâng, thưa trưởng môn, hai người bàn vân bản hủy lập tức lắc mình nhảy ra khí thế kinh người lan tràn vô hình trung khiến cho không gian rùn rẩy hai người trước đó có thường tích khí tức suy yếu thế nhưng lúc này đã khôi phục toàn bộ thực lực của hai người đều đủ để ngạnh kháng với vũ tồn tam trọng cũng không chịu thiệt thòi lúc này đối phó với vũ tồn nhất trọng và linh tồn nhất trọng đương nhiên không thành vấn đề trưởng môn hai người này giao cho ta đi ta muốn thử thực lực một chút thiên thủ quỷ tôn cười âm lãnh rồi lập tức bước ra ánh mắt nhìn thẳng vào âm hạc vương và ngũ độc la sát hai người này một là vũ vương cửu trọng một là linh vương cửu trọng gần đỉnh phong sau khi đột phá vũ tôn hắn đang muốn thử xem thực lực hiện tại của mình thế nào thiên thủ quỷ vương không ngờ lại là ngươi ánh mắt của ngũ độc la sát trầm xuống dường như cũng nhận ra thiên thủ quỷ tôn rồi ngũ độc la sát lão bà ngươi còn chưa chết sao lúc còn trẻ câu dẫn không biết bao nhiêu thành điền tài tuấn hiện tại ta đã không là thiên thủ quỷ vương nữa, mà là thiên thủ quỷ tôn rồi. Thiên thủ quỷ tôn cười lạnh lẽo, khí tức quanh thân bắt đầu tràn ra, khí tức hùng hậu lại bạo phát. Người đột phá vũ tôn rồi sao? Trong ánh mắt của ngũ độc là sát cả kinh, cảm nhận khí tức trên người thiên thủ quỷ tôn, lúc này trong lòng nàng vô cùng kinh hãi. Trả lời đúng thì có thưởng, ta sẽ để người chết thoải mái một chút. Thiên thủ quỷ vương cười lạnh rồi nói, quỷ tôn tiền bối, Người này cũng tù luyện độc công, để cho ta tới thử xem một chút, ta cũng đang muốn thử xem thực lực của mình. Lục Tâm Đồng nhìn ngũ độc la sát, cảm nhận khói độc trên người cùng ngũ độc la sát lúc này, khiến cho nàng vô cùng hứng thú. Vậy thì động thủ đi. Lục Thiên Du nhíu mày vất tay rồi nói. Vũ Tôn nhất trọng nhỏ nhỏ, đi chết đi. ban hủy mang theo khí thế bể nghệ tiền hạ, hét lớn một tiếng, thân thể to lớn trực tiếp đánh về phía trước yêu nguyên kinh khủng trên người dâng trào, thân thể giống như một viên đạn hùng hăng đánh về phía bạch hạc tôn giả. Yêu thú bát dai là yêu thú bát dai. Yêu nguyên trên người bàn hủy bạo phát khiến cho sắc mặt đám người bạch hạc tôn giả đoạt mệnh độc tôn lập tức là nhận ra thân phận của bàn hủy sắc mặt lập tức đại biến vũ tồn nhất trọng và linh tồn nhất trọng như bọn họ mặc kệ là dùng đụng phải yêu thú bát dai gì thì tuyệt đối không thể chống lại được từ khí thế có thể nhận ra hai yêu thú này không giống như yêu thú bát dài bình thường. Linh tồn nhất trọng, người cũng chịu chết đi. Đồng thời, quanh thân thể của bản vân cũng có một cậu yêu thú, yêu nguyên bạo phát. Cầu dẫn năng lượng trong thiền địa, cả không gian to lớn lập tức vạn vẹo. Một đạo quyền ấn xuất hiện, nhanh chóng đánh về phía đoạt mệnh độc tôn, linh tồn nhất trọng kia. Mau lùi lại, mọi người mau lùi lại. Đoạt mệnh độc tôn hét lớn một tiếng, trong lúc hoảng sợ, lập tức thối lui thủ ấn trong tay nửa kết tiếng quát vừa dứt linh lực và độc khí trong cơ thể lập tức bạo phát ra sau đó ngừng tụ thành một đầu cự mãng màu đen đầu cự mãng này giống như thực chất mang theo thành thế cực kỳ mạnh mẽ cùng với một cỗ kình phong kinh khủng và linh hồn công kích hùng hằng đánh về phía bản vân nhìn công kích của đoạt mệnh độc tôn bản vân chậm rãi ngẩng đầu đôi mắt lạnh đéo lòng ủy tràn ra khiến cho cự mãng màu đen có chút cầu nệ trên nắm tay của nàng nhanh chóng có yêu nguyện bàng bạc được ngừng tụ. Một đạo quyền ấn giống như hoàng kim, mang theo xu thế phá không đánh về phía trước, gần sóng trong không gian chung quanh, nắm tay vùng tùng lẻ. Từng cái khe không gian đen kịt hiện ra, uy thế chấn động nhận đầm Đạo quyền ấn này nhanh chóng va chạm với cự mãng màu đen. Lực lượng đáng sợ giống như hồng thủy nhanh chóng tràn ra, yêu nguyện bạo phát, không gian rùng chuyển giống như sắp bị nghiền nát, chỉ nghe được đầu cự mãng màu đen kia rít lên vài tiếng rồi lập tức bị đánh nát ngay kinh phong tàn dư lúc bây giờ vô cùng kinh khủng còn trực tiếp xuyên qua không gian hóa thành cợn sóng dùng xu thế nghiền nát nặng nề đánh vào trên thân thể đoạt mệnh độc tôn cảm nhận được lực lượng đáng sợ trước mặt đoạn mệnh độc tôn nhanh chóng lùi lại thế nhưng công kích của bản vân quả thực là quá mức kinh sợ kinh phong kinh khủng hóa thành một cơn lốc trực tiếp quét tới thành âm trầm thấp vang vọng rồi lập tức đánh vào trên thân thể của nàng dưới công kích kinh khủng này đoạt mệnh độc tôn trực tiếp bị đánh bay về phía sau máu từ trong miệng phun ra thân thể đột nhiên từ không trung rơi xuống một đỉnh núi phía dưới đỉnh núi đột nhiên bị san bằng kinh khí tàn dư kinh khủng trong sát na đem cả ngọn núi khổng lồ san bằng từng cái khe chằng chịt lan tràn trên mặt đất đi xuống cho ta hầu như cùng lúc đó trong tay của bàn hủy cũng đem theo một đạo quyền ấn giống như một viên đạn trực tiếp phá hủy quyền ấn của bạch hạc tôn giả. Sau khi bị phá hủy quyền ấn lập tức âm âm đánh vào trên người của bạch hạc tôn giả. Thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian to lớn. Gần sóng trong không gian ở dưới thanh âm trầm thấp trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Kinh khí giống như một cơn lốc hung hăng pha chạm với thân thể của bạch hạc tôn giả. Bạch hạc tôn giả lập tức phun ra một gụm máu tươi, thân thể nặng nề đập vào trên mặt đất, mặt đất tức thì nứt nẻ thực lực thật là mạnh mẽ nhìn thấy đoạt mệnh tôn giả và bạch hạc tôn giả trong vòng một chiêu đã bị một nam một nữ kia đánh trọng thương năm người thánh linh cốc phía dưới còn có ngụ độc môn vì hạc bồn kinh hãi bạch hạc tôn giả và đoạt mệnh tôn giả đều là cường giả vũ tôn đây cũng được coi là siêu cấp cường giả thế nhưng bọn họ không ngờ hai người này lại cả một chiêu của một nam một nữ kia cũng không chống lại được ẩm dường vương giả vị ương hàn ngọc tôn giả kinh hãi đây chính là yêu thú bát dai bên người lục tiêu du còn mang theo yêu thú bát dai. Thế nhưng khi vượt tiến vào, bọn họ cũng không thấy hai yêu thú này. Thảo nào khi trước lục tiêu du lại đối mặt với vụ xúc cường giả cũng không để ý. Hóa ra là có con bài chừa lật bực này hoàn toàn có thể chống lại với một đám đông. Âm dương vương giả vị ương và hàn ngọc tôn giả đương nhiên không biết là bàn hủy và bàn vân gần đây mới đi theo bên người lục tiêu du mà kỳ thực hai người không phải là con bài mạnh mẽ nhất bên người lục tiêu du bởi vì người mạnh nhất bên người lục tiêu du hiện tại chính là hắc vũ hắc vũ mới là người kinh khủng nhất nhưng mà lục tiêu du cũng không hy vọng thực lực của hắc vũ hiện tại ra ngoài ánh sáng nhanh như vậy đây chính là con bài trừa lật hiện tại của hắn đệ tử thánh linh cốc nghe lệnh giết hết cho ta đánh chết người cùng ngũ độc môn và phi hạc một trong lúc kinh ngạc đồng thời âm dương vương giả vị ương lập tức hạ lệnh hạn ý trong mắt tràn ra, thân thể chợt lóe lên rồi đánh thẳng về phía người của ngụ độc môn và phi hạc môn. Cơ hội phản công như vậy, đương nhiên nàng sẽ không buông thả. Điều này cũng chứng minh, tuy rằng âm dương vương dạ vị ương, tuy rằng là nữ nhân, thế nhưng hiện tại chuyện này cũng không bao giờ được tay. Có cường giả phi linh môn tưởng trợ, một chiêu có thể đánh bại cường giả vũ tôn cùng ngũ độc môn và phi hạc môn, khiến cho cường giả thánh đình cốc lập tức từ trong tuyệt vọng bộc phát ra khí thế kinh nhân. Cả đám từ trong tuyệt cảnh phản kích trở lại. Khí thế đột nhiên bạo phát, chân khí và linh lực lập trời, tức thì phóng lên cao, trong nháy mắt đánh về phía người cùng ngụ độc môn và phi hạc môn. Có cơ hội phản kích, Hàn Ngọc Tôn Giả sau khi liếc mắt nhìn hai người bàn hủy bản vân, lập tức lao tới cường giả vương cấp của phi hạc môn và ngụ độc môn. Có yếu thú bát dài trợ trận, đặt mệnh tôn giả, bây giờ và bạch hạc tôn giả hắn không cần xuất thủ. Thành âm bạo điện trong nháy mắt chuyển tới, dùng tu vi của Hàn Ngọc Tôn Giả đối phó với người có tu vi vương cấp, quả thực chính là tàn sát, trong khoảnh khắc có vô số vương cấp bị giết chết. Âm Hạc Vương, ngươi là của ta, ta đã sớm nhớ thương người từ lâu, năm đó nếu như ta nhớ không nhầm, thì chính ngươi là kẻ đánh lén bản tôn, hiện tại đi chết đi. Thân ảnh của thiên thủ quỷ tôn chợt bé lên, khí tức nóng bỏng bao phủ không trung, rồi lập tức tập trung lên người của thiền thủ quỷ tôn hắn nhớ rõ ba mươi năm trước trinh âm hạc vương nay còn liên thủ với người khác nữa đánh lén hắn thu nay đương nhiên hắn phải báo cho trọn một giấc mơ trên bầu trời lúc bấy giờ lục thiêu du chắp tay mà đứng cũng không có ý tứ xuất thủ Hạc vô lạnh nhạt nhìn về phía trước ánh mắt nhìn vào bên người bàn vân và bàn hủy hai tiểu tử và bối nhi bảo nhi bây giờ dường như đối với một màn chiến đấu kịch liệt trước mắt cảm thấy vô cùng hứng thú. Cả hai ở trên đầu tiểu long không ngừng chăm chú nhìn về phía trước. Để ta xem thử động công của ngươi thế nào. Cùng lúc đó, thân ảnh xinh đẹp của lục tâm đồng biến ảo, thân hình bề mãi xuất hiện trước mặt ngũ độc là sát. Động công của ngũ độc môn khiến cho lục tâm đồng có chút hiếu kỳ. Khí tức quanh thân bắt đầu chậm rãi run rẩy, y phục khẽ bay giống như một tiền tử. Trước khi độc khí khuếch tán, thì nàng quả thực chính là một tiên tử hạ phàm thế nhưng không ai nghĩ tới, nàng lại là một tiểu độc ma. Linh vương lục trọng, thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Cảm nhận thực lực của lục tâm đồng, trong mắt ngũ độc là sát hiện lên hạn ý, dường như muốn tốc chiến tốc thắng. Nàng đã cảm giác được nguy cơ, y phục trên người tung bay, quanh thân được bảo phủ bởi một vòng khói độc. Đột nhiên cánh tay đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị, quang mang trên nằm đoàn độc vật đột nhiên trượt lóe, vô cùng quỷ dị mà hóa thành năm đạo hư ảnh, Khói độc ngập trời mang theo công kích linh hồn trong nháy mắt bạo phát đánh về phía của lục tâm động khắp bầu trời đều có khói độc một công mùi vị cay mũi khiến cho người khác hít vào lập tức cảm thấy khó chịu thực lực như vậy đủ để tương đương với linh vương cửu trọng đỉnh phong hơn nữa lại thêm độc công khiến cho ngũ độc là sắt này cực kỳ khó dây vào sợ rằng ngay cả vũ tôn nhất trọng bình thường tuyệt đối không dám sở ý với nàng ấy ngay cả ầm rừng vương dạ vị ương khi gặp phải ngũ độc la sát này cũng bị áp chế. Độc công sao? Lúc này lục tâm đồng bìm cười, nhìn khói độc ngập trời kéo tới. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên về phía trước rồi há bồm hút một cái. Trong cái miệng nhỏ nhắn kia lập tức xuất hiện một vòng xoáy, hấp lực ngập trời từ bên trong tràn ra. Ngay khi khói độc ngập trời kia kéo tới, thì lập tức bị lục tâm đồng hút vào trong miệng. Nằm độc vật kinh khủng, khi nãy cũng bị lục tâm đồng nhẹ nhàng hút vào trong bụng, không tốn bao nhiêu sức lực khi hư ảnh độc vật cuối cùng bị lục tâm đồng hút vào bụng, thì trong miệng lục tâm đồng lập tức thở ra một ngụm trọc khí, mang theo khói độc màu đen. Khói độc ngập trời trong không gian biến mất, một màn này khiến cho mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Ngay cả lục thiêu du và hắc vũ cũng phải kinh ngạc. Tiểu đi từ này ngày càng mạnh đây. Ánh mắt của lục thiêu du chấn động, không nghĩ tới tiểu đi từ này hiện tại cường hãn tới trình độ như vậy. Ngũ độc là sát cũng chấn kinh, khiếp sợ tới mức cực điểm không thể tin vào mắt của mình. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ trước mặt không ngờ lại có thể đem khói độc của nàng nuốt vào trong bụng mà không có chuyện gì xảy ra. Điều này sao có thể chứ? Chỉ bằng một chút độc ấy của ngươi thì đã đừng coi là độc sao, còn chưa đủ đâu. Hiện tại thì tới phiền ta. Lục tâm đồng mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên. Dị độc hóa công, Lục tâm đồng yêu kiều quát lên một tiếng, tiền tiền độc thể thả ra, quanh thân có một cỗ khói độc ngập trời quanh quẩn, khiến cho cả không trung bị nhuộm thành màu đen. Mái tóc sau đầy tung bay, y phục trên người là bay vấp với, giống như một ác ma làng không đứng đó. Độc công của nàng thật là mạnh. Ánh mắt của ngũ độc la sát đại biến. Lúc này, nàng mới phát hiện ra đối phương không ngờ cũng thu luyện độc công. Độc công này so với của nàng thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt của ngũ độc la sát trầm xuống, đột nhiên nói, lẽ nào người chính là Lục Tâm Đồng? Lục Tâm Đồng xếp thứ ba trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Cái tên Lục Tâm Đồng này, nàng cũng nghe nói qua. Khi thi đấu trên bình nhàm đạo, mọi người không ngừng bàn tán về người này. Thân là người đứng đầu ngũ độc môn, nàng cũng có nghe nói. Sau khi nghe thấy bên trong thập đại cường giả có một người thi triển độc công, đương nhiên nàng phải chú ý hơn một chút, cho nên lập tức đoán ra Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng không đáp trả lời. Trong nháy mắt, khí tức trên người nhanh chóng từ linh vương lục trọng đột phá tới linh vương thất trọng. Khí tức lần nữa tăng lên một chút, đạt tới linh vương thất trọng trung kỳ mới dừng lại. Thiền linh hồn châm, đồng thời khói độc quanh người Lục Tâm Đồng lại lan tràn ra. Trong khói độc ngập trời, có một đạo lưu quang màu trắng bắn ra, mang theo một cỗ uy áp kinh nhân. Lưu quang màu trắng chợt lóe, trong khói độc ngập trời bỗng nhiên phát ra tiếng ong ong mang theo tiếng xé gió vang vọng cả không trung. Chỉ thấy đạo lưu quang màu trắng này lập tức hóa thành một mảnh châm mang trong bầu trời, giống như là mưa xối xả. Bộ số chậm màng màu trắng bao phủ về viếng ngũ độc là sát, khiến cho linh hồn của nàng ta cảm thấy đau đớn. Bên trong trầm màng này là công kích linh hồn trực tiếp. Một bộ đạo châm mang dường như đều có thực lực xuyên, xuyên thủng không gian. Chậm mang hội tụ cùng một chỗ tạo ra uy thế kinh khủng tới cực điểm hồn khí huyền cấp. Ánh mắt của ngụ độc la sát trầm xuống, lục tâm đồng trước mặt của nàng không hổ là cường giả, xếp thứ ba trong thập đại cường giả. Độc công quỷ dị kia so với độc công của nàng còn mạnh hơn nhiều, lại có hồn khí trong người. Ánh mắt của nàng trầm xuống, dù sao trên phương diện thực lực và linh vương cửu trọng hậu kỳ mạnh hơn không ít, cho nên nàng cũng không sợ. Thu ấn trong tay đột nhiên biến đổi, trong vì tâm đột nhiên có một đạo lưu quang trói mắt bắn ra lưu quang thủ điểm một thanh trường kiếm màu trắng mang theo khí thế kinh nhân bằng bạc tràn ra bên trên tràn ngập linh hồn lực tuyệt đối là linh khí huyền cấp trường kiếm hóa thành vạn kiếm quang trong nháy mắt bao phủ không gian trước người cụ độc la sát công kích linh hồn lực bằng bạc đủ để xuyên thấu không gian bắn vào trong không gian tràn ngập kiếm quang quang mang chói mắt bắn ra không thể tiến thêm nửa bước người vẫn còn kém xa một chút ngụ độc la sát quát lớn một tiếng không gian kiếm quang đột nhiên vặn vẹo sau đó không gian kiếm quang vỡ nát từng đạo châm mang bị phá hủy thật không lục tâm đồng cười lạnh một tiếng thân ảnh xinh đẹp giống như ác ma trong nháy mắt xuất hiện trước người vũ độc la sát không xả một đạo thủ ấn quỷ dị được kết khói độc ngập trời tuôn ra quanh thân lục tâm đồng đột nhiên bị một cỗ khí tức kỳ dị bao quanh cỗ khí tức này khiến cho tim đập nhanh đồng thời lục tâm đồng ngẩng đầu lên trong bi tâm có một đạo quang mang bầu tràng bắn ra. Tiếp theo, trong không trung đột nhiên xuất hiện một con nhện màu vàng khổng lồ, lông mau toàn thân chậm rãi phiêu đáng trong gió, miệng không ngừng phát ra thanh âm sắc bén, răng nành bén nhọn, bên trên thân thể toát ra độc khí nhẹ nhẹ. Sự kìm động trù xuất hiện, toàn bộ không gian chu vi chung quanh đó đột nhiên ba động, thân thể to lớn lúc này đã đạt tới một ngàn thước. Trung cường giả phía xa xa nhìn thấy một màn chấn động trên bầu trời, lập tức hít sâu một hơi, thu hồn bát dai. Hạc vũ nhíu mày, khí tức của xích kim độc chu này cũng khiến cho ánh mắt của hắn có chút bà động. Thu hồn là hồn thú bát dai. Lúc này, sắc mặt của ngũ độc la sát đột nhiên đại biến, khí tức lan tràn ra, khiến trong lòng của nàng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Đi chết đi! Một thanh âm lạnh lùng từ trong miệng của lục tâm đồng, quanh quẩn trong không gian. Lục tâm đồng đứng giữa trong không trung, khói động quanh quẩn chung quanh cơ thể, tiếp theo đầu xích kim độc chu kêu đền phải tiếng chỉ chỉ quái dị rồi lập tức nhằm về viên ngụ độc là sát mà phóng tới lục tâm đồng dùng thực lực linh vương thất trọng trung kỳ thôi động xích kim độc chu so với khi trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp độc hôn kiếm trong lúc kinh hãi linh được trong người ngụ độc là sát bạo phát toàn bộ không gian như nát bấy hồn khí kình khí hình kiếm hóa thành kiếm quang ngập trời ngăn cản xích kim độc chu trong nháy mắt trong ánh mắt kinh hãi của không ít người trên người sư kim độc chu đột nhiên có một cỗ xương mù màu đỏ tràn ra thân thể khổng lồ dữ tợn kia trong nháy mắt bắn ra thu hồn lực kinh khủng sau đó trực tiếp đánh xuống kiếm quang ngập trời trước mặt trên kiếm quang ngập trời không gian rùn rẩy một đạo thanh âm bạo liệt giống như sấm sét lập tức vang vọng ở phía chân trời sư kim độc chu đánh xuống kiếm quang ngập trời trong nháy mắt nghiền nát linh hồn lực bằng bạc quách tán cùng lúc đó sức kim độc chu khổng lồ trực tiếp bắn về phía của ngụ độc là sát không gian vặn vẹo bao phủ trùng quanh thân thể nàng trưởng môn cẩn thận phía xa xa đoạn mệnh độc tồn lớn tiếng nói trước tiên nên tự lo cho bản thân mình thì hơn cùng lúc đó thân ảnh bàn văn và bây giờ mang theo khí tức thế sấm sét cùng lúc đó thân ảnh bàn vân mang theo khí thế sấm sét cùng với một đạo trào ấn trực tiếp đánh xuống dưới trào ấn không gian đổ nát trào ấn nặng nề đánh vào trên người của đoạt mệnh độc tôn muốn chạy trốn sao người chạy không thoát đâu ban hủy lại hét lớn nhìn thấy bạch hạc tôn giả muốn chạy trốn không gian lập tức bị ban hủy phòng tỏa một quyền đánh vào sau lưng bạch hạc tôn giả dưới một quyền này cả không gian giống như sắp bị sụp đổ một quyền trực tiếp đập vào lưng bạch hạc tôn giả tạo thành một lỗ thủng trên đường hắn lục tâm đồng ta sẽ nhớ kỹ chuyện này dưới dưới kim độc chu thành âm tề lương của ngụ độc la sát truyền đến một đạo lưu quang màu trắng phóng lên cao rồi lập tức chạy trốn người nghĩ ta sẽ để cho người chạy trốn sao ngay khi ngụ độc la sát dùng hồn anh chạy ra thì không ngờ lục tâm đồng dường như đã sớm tính tới chuyện nàng dùng hồn anh bỏ chạy thân hình đã sớm đứng chờ ở nơi này tiếp đó trong tay lục tâm đồng xuất hiện một cái tháp lớn màu đen một cỗ linh hồn lực mang theo năng lượng thiên địa tràn ra khi tức này khiến cho linh hồn hơi trùng động một chút. Lục tâm đồng khẽ quát một tiếng, Trấn linh diệt hồn tháp trong tay tức thì hóa thành khổng lồ rồi bao phủ toàn bộ không gian. Uy thế kinh người kia khiến cho những người phía dưới cảm thấy kinh hãi. Hồn khí địa cấp, mọi người sợ hãi thầm than. Cái tháp màu đen này không ngờ là hồn khí địa cấp. Tất cả các cường giả lúc này cũng không nhịn được mà nhìn lên. Lục tâm đồng tôi động trấn linh diệt hồn tháp, hóa thành một đạo lưu quang màu đen giống như là tương khắc trong nháy mắt đem hồn anh đang kinh hãi của ngũ độc lạ sắt thu vào bên trong Giữa phút này dưới công kích của bàn hủy bàn vân cách đó không xa đoạn mạch độc tôn và bạch hạc tôn giả bị quyền ấn của hai người phá hủy hồn anh nhanh chóng chạy trốn bọn họ cũng thật không ngờ đối phó với thánh linh cốc là chuyện vô cùng dễ dàng thế nhưng nửa đường lại chạy ra hai đầu yêu thú bát dài kinh khủng dưới trạng thái nhân loại cũng khiến cho bọn họ không thể phản kháng được ban hủy đại ca, ban vân tẩu tử, hồn anh hai người này giao cho ta là được rồi. Ngay khi hồn anh hai người chạy trốn, lục tâm đồng cũng đã nhìn thấy, những hồn anh này đối với trấn linh diệt hồn tháp có không ít tác dụng. Một khi thu hồn anh tôn cấp, uy đựng khi đó sẽ tăng lên. Đương nhiên, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội khó cầu như vậy. Nếu như hai người này dưới trạng thái toàn thịnh, thì nàng cũng không dám đi đối phó. Thế nhưng, một khi đã ở trạng thái hồn anh, thực lực đã sớm giảm đi, lại thêm trấn linh diệt hồn tháp truyền bồn các chế hồn anh, cho nên lúc này nàng không còn sợ gì nữa. Nói xong, thủ ấn trong tay lục tâm đồng được kết, trấn linh diệt hồn tháp khổng lồ hóa thành lưu quang, nhanh như thiểm điện, đuổi về phía hồn anh của hai người đoạt mệnh độc tôn và bạch hạc tôn giả đang đào tẩu. Bên trong trấn linh diệt hồn tháp vang lên thanh âm kỳ dị, khiến cho người khác nghe thấy mà sợn tóc gáy. Dưới thanh âm này vô hình trung khiến cho hồn anh không có sức phản kháng. Hồn anh cột đoạt mệnh độc tôn và bạch hạc tôn giả lập tức bị áp chế. Tiếp theo không gian đột nhiên tối thầm lại. Một đám quái vật lớn đột nhiên xuất hiện. Cho dù hồn anh của hai người xuất thủ ra đủ loại thủ đoạn, toàn được điều mạng dãy ruộng, thế nhưng cũng không có kết quả gì. Âm hạc vương, chơi với người đủ rồi. Hiện tại ta sẽ cho người đếm thực lực của bản tôn. Phía xa xa, thiên thủ quỷ tôn đang trà đạp âm hạc vương kia tâm thần luôn tỏa ra chung quanh. Nhìn thấy lục tâm đồng đã thu thập xong ngũ độc lạ sát, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống. Một đạo khí tức nóng bỏng từ trên người hắn tràn ra, cuối cùng tạo thành một cái kén nhộng lớn, đen toàn thân bao phủ. Dưới cỗ khí tức bằng bạc kia, toàn bộ không gian vạn vẹo đều bị phong tỏa. Âm hạc vương lúc này toàn thân, toàn là vết thương, chân khí trên người bạo phát. Trong tay xuất hiện một bình khí hình thù kỳ quái, giống như là trường thương, lại giống như trường đao bên trên con lưỡi sắc bén dường như cũng là vũ linh khí huyền cấp quang màng bắn ra gợn sóng trong không gian trực tiếp vỡ nát thế nhưng cũng không thể xé rách được không gian vặn vẹo âm hạc vương người muốn chạy sao nằm mơ đi chân khí nóng bỏng quanh người của tiên tù quỷ tồn bạo phát mở ngón tay uốn lượn tạo thành hai đạo trào ấn bắn ra câu động năng lượng thuộc tính hỏa hội tụ tới trào ấn mang theo khí thức nóng bỏng tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng trong không gian trào ấn sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua sự trở ngại của không khí, tạo thành một đường vòng cung chấn động nhân tâm. Vô số trường ấn bằng hỏa diễm từ bên trong trào ấn bắn ra, miệng của hắn hét lớn một tiếng, thiên thủ minh hỏa trào. Thành âm vừa dứt, từng đạo trào ấn hư ảo, bằng năng lượng thoáng rùn rẩy rồi đột nhiên xé rách không gian, mang theo hỏa diễm ngập trời, giống như lưu tình từ trên trời giáng xuống. Công kích kinh khủng như vậy khiến cho cả không gian run rẩy giống như sắp bị nghiền nát. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.